Alo, có phải bác ở Thanh Hóa không nhỉ? Đây, top 3 ở trại Thanh Bình ở đây. Đi mấy anh em đi mẹ về số 2. À, vâng. Lâu quay chờ lâu quá, không phải là đi mẹ về chỗ kia. À, đây là xóm 3, trại Thanh Bình ở xóm 3. Vâng. Bác cho bác nghe nhầm đúng không? Vâng, vâng. Tức là cháu là con của bố á. Dạ. Bố Thanh á, hay như nào? Em bác ơi. Em là chủ trại đây thì Thanh Bình đấy. Sao nhìn tên bạn trẻ thế nhỉ, không đúng như tên bạn. À. Vâng. Đối với cảm thấy mình có 90 bạn đấy. Đâu đưa đủ. Thế nhưng mà tôi đổi lên. Em có ấy không? Tiền lẻ. Tiền lẻ. Làm gì cơ? 80 nhưng mà đây còn 10.000. À, bác vào đây đã, ông nước đó. Tí chở bác về luôn. Đưa cho ông đi rồi ta về đó, xe ôm mà. À, xe ôm à? À rồi. Còn bây giờ bác ấy xong rồi bác lên Thái Bình thì lúc nào có xe đi quốc lộ 1A Hà Tĩnh Vinh Nghệ An rất nhiều luôn. Bây giờ về là như này này, bây giờ là lấy chứng. Vâng. Lấy chứng thì em xong là lấy chứng nó gọi là như này này, mà anh muốn làm là lâu dài với lại trang trại. Vâng. Rồi muốn cái chứng nó đều tí không mai muốn mà. Vâng. Mà ăn ở ra thì nó con tổ con bé. Vâng. Cho bác ngồn ra đây cho nó mát. Ừ. Thì là... Thế vợ con đâu rồi? Chưa nghỉ, chắc nghỉ chưa. Vâng. Đây là nhà mẹ em có làm cơ sở cung mua để chế biến của nhà em với chặt cái cây 7 cây cơ. Chăn nuôi to và cái nuôi lớn, còn đây là phòng kỹ thuật nơi bà con tham quan con lưới thu mua để nó tiện đường kia nó lại cách xa. Ở đây là vẫn là dưới giống để gì hả? Để nuôi để khách tham quan. Đúng rồi, có đất đầy đủ hết ạ. Đây cũng là một cơ sở từ chăn nuôi luôn, nó nhỏ hơn thôi, và cơ sở trại thì nó lại to hơn, nó phải đặt ở cái nơi nhiều đồ ăn hơn. Và... sắm rồi các loại dạ, gì đấy. Đây em cho bác đọc hợp đồng con xem. Cũng không phải đọc đâu. À, dạ. Thì đấy thì. Tức là mình thu mua là anh cũng xem mạng rồi. Vâng. Là 135 chứ. Thì dạ. Là chủ vâng. Để ra một trại thì bảo anh ấy thôi chẳng có gì. Nhưng cái là muốn đến trang trại xem thực tế. Dạ vâng. Đấy, thì đó có ở nhà thì chẳng biết gì cả. Vâng. Rất nhiều bà con đến đây mà. Ở đây để em tiếp. Và con đến đây xe tiện, xe bác đây đi xe ôm hoặc là đi xe buýt cái đây có đây cái rưỡi thôi, không đến một cây, không ra cái xe. Đây đi qua cái cống thì là bến xe buýt luôn, xe buýt chạy từ đó lên Thái Bình luôn. Thế là mình xuống trang trại là mấy cây nữa? Dạ vâng, 7 cây nữa. Là ở trong đê chứ? Vâng, ở trong đê, nó thuộc về vùng ven biển. Vâng. Thế là trại của mình xuất cũng lớn nước nhập xem là khách từ các vùng trong toàn quốc mà cứ gửi đến, là chủ yếu là ở Tây Bắc nhỉ. Dạ vâng. Nhiều với là trong miền trong của các bác cũng nhiều chứ, Hà Tĩnh, Bình Thuận cũng nhiều chứ. Thanh Hóa cũng nhiều. Dạ vâng. Đấy là một số cái mà đưa lên video tôi, còn nhiều thứ nữa làm đông lạnh cái về làm đâu có đưa lên. Ở đây cũng cân đông lạnh á. Dạ vâng. Cộng đồng lớn như ở trong Bình Phước ký hợp đồng lớn đầu 50 triệu là phải đóng đông lạnh về. Thế còn ví dụ cân nhỏ nhoi 50 cân một tạ chẳng hạn thì ra và đi ra đấy sống à? Và sống như là bà con gửi về thường xuyên rồi. Và hiện nay là anh hỏi xem một cái cách đóng, anh xem cái thùng đóng là 30 cân một thì nó thì anh nhìn qua nhỉ? Và nuôi thì bọn anh cũng nuôi đến hơn năm nay rồi. Dạ. Nhưng mà chủ yếu là làm dế chim, nhưng mà dế chim bắt đầu hấn ếch vào cái vụ này. Thì có cào cào cho cháu ngãi là các ông ấy. Đấy này dế chim thì thị trường nó không ổn định. Không ổn định. Nó có lúc nọ lúc kia. Đó. Vâng. Cái này bây giờ. Bóng nước. Vâng. Bóng nước đi. Giờ cái hàng dế chim cũng được mấy tháng thôi. Làm dế thì mình phải làm cái thị trường dế thịt thì nó mới ổn định, đặc biệt là ký kết hợp đồng với trại bao tiêu sản phẩm thì nó sẽ là đầu ra nó ổn định, mình cứ chăn nuôi thôi. Còn trong quá trình đấy thì anh có thể anh bán kiểu gì cũng được, dù dế anh bán kiểu gì cũng được, chim thịt đều được hết. Ở dế đó hôi không chế biến được, cái thứ hai là trứng nó không cam, khi mà người ta ăn
con dế không còn trứng, nó còn xác dế, xác cái gì nó đi làm gì đó. Đấy cái ông lấy về trên chục ngày rồi. Vâng. Hay là đấy, đấy là cái bọn bán trứng rồi. Vâng. Quay mà anh đang nuôi trứng phẩm. Vâng. Lý anh muốn hỏi cho nó đạt cả trứng trăm trăm ấy. Vâng. Cả 90%. Anh cứ làm sao? Thì là muốn lấy một lứa trứng hoặc hai lứa thì có được không? Vâng. Anh cứ làm sao mà đảm bảo như này này. Cái thứ nhất là con dế nhập về trứng phải căng. Đó. Căng thì nó có lợi cho anh. Nó nặng. Anh hiểu chưa? Nó lợi cho anh. Ví dụ là 10 con, anh em lấy tỷ dụ, ví dụ rất dễ hiểu nha. 10 con một lạng, ví dụ như vậy, hiểu không? Nhưng mà anh chưa để nó đồng đều chưa trứng thì nó là tầm 15 17 con một lạng. Em lấy ví dụ như vậy, hiểu chưa? Anh ạ, thì nó sẽ căng trứng và nặng hơn. Sẽ rất tốt, sản lượng tốt cho bà con. Người ta không cần nên chúng ta vẫn nuôi đều được cơ mà. Đây nó nằm ở cái kỹ thuật. Và kỹ thuật từ kỹ thuật lấy trứng đến kỹ thuật nuôi đến nơi đột ra thương phẩm. Chứ không phải là lấy trứng nó thành dế thải 100% thì cũng chả biết được nếu nó dế thải rồi. Anh hiểu rồi rồi, nhưng mà ý anh muốn hỏi là một vài lần thì nó cũng chẳng nó... Đúng rồi, nếu mà anh một vài lần thì không sao. À, một vài lần không vấn đề gì. Anh muốn hỏi chứ không phải là bọn anh lấy kiệt trứng ngày đó không ngại. Vâng. Chuyển xác. Nó là thành xác dế thôi. Xác dế rồi mà thì... hai nữa là nuôi nó lâu ngày thì không ăn thua. Vâng. Anh hỏi là hôm nay anh ra tận trang trại của bọn em. Vâng. Hỏi khi ở nhà nghe điện thoại đôi lúc rồi mình cũng không dạ 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 vâng ý vâng. Anh là muốn mình đến trang trại vâng. Thực tế hỏi vâng. Này là để mà cứ thế là nuôi thôi. Vâng 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 dạ. Chứ không cứ thế là nuôi và cái quy trình của nó là như vậy. Đấy. Về mặt kỹ thuật thì em sẽ là người dẫn trực tiếp cho anh qua việc điện đó là một này, hai là gửi các video kèm theo vào Zalo của anh để nuôi dế nhỏ như thế nào, nuôi dế chim như thế nào và lên thương phẩm ra làm sao, lấy trứng làm sao để cho nó đạt. Đấy, và nó có các quy trình của nó. Nó rất là dễ. Tức là em chỉ gửi vào video cho anh. Vâng, vâng, gửi cho các anh ấy. Vâng, các anh sẽ nhìn nó, các anh làm nó cứ thế. Nó có từng bước một bước. Của anh là toàn bộ là trùng xây em ạ. Dạ, trùng xây cũng tốt. Vâng, trùng xây xi măng cũng tốt, mà thùng đóng cũng tốt. Nó quan trọng là con dế nó sống. Thùng gỗ, thùng nhựa, bạt đều sống hết. Nhưng quan trọng là kỹ thuật cho ăn và biết về nó là nuôi rất là dễ. Và anh ấy bà con gửi tấp lập cho đón nhận. Vâng, tấp lập 8-9 giờ tối còn đi đón hàng bình thường 4-5 giờ sáng. Thế là mình ở đây là trang trại ở đây là lên bến xe Tiền Hải à, tất cả là gửi vào đấy là mười mấy cây chứ chính xác là mười mấy cây nhỉ? Tên từ đây bến xe Tiền Hải 8 cây. Thế mà bọn xe ôm nó bỏ 12 cây. Nên chỉ có mà nó nói xả bóc cái cờ thì cần em dân địa phương em biết mà. Cứ cái nó bảo con mẹ thì tao đây cho điện cho trại dế rồi mà có 7 cây vẫn có cây lên 13 cây. Rồi lên 8 cây. Và đi đường tắt kia là có 8 cây thôi. Lên vòng tiếp này. Vâng, vừa rồi là bác nghe nhầm cái địa chỉ là 62. Nó bác đi ra ngoài kia. Mà chẳng ai biết mà. Đúng rồi, 62 nó ở ngoài đến biển. Thế với anh với cái với cái bà mà họ 62 thì cái bà cũng không biết cái trại dế to nhất Thanh Bình ở Thái Bình này à? Bà không biết thì mà hỏi hai mươi người lắc nhỉ. Vâng, nó ở 62 nó tiếp ngoài kia. Nó ở 63 anh lên cái cống đúng bao nhiêu giờ. Thế thì đến đây hỏi đúng 63 hỏi người ta chỉ. Ờ, nó chỉ ra ngay đây ngay. Là cái đấy. Nên là về nói về con dế thì nói rất đơn giản là bác cứ hiểu này, đây là trang trại trẻ thật thì trang trại muốn bà con phát triển cùng với trại để tạo cái lo đầu ra cho bà con chỉ được chăn nuôi và làm đúng những cái gì mà hai bên đã ký kết với nhau đó và làm đúng đó. Con dế không cần lấy trứng vẫn đạt theo 100 bình thường, nó ở cái quy trình, ở các quy trình, một là quy trình lấy trứng làm sao thì trại hướng dẫn để ra con dế. Thứ hai nữa là nuôi như thế nào để nó đồng đều. Đấy thì là cái. Đó. Cái thứ ba nữa là khi ăn phải ăn như thế nào chứ không phải là ăn đâu không phải nó không phải. Tùy thuật lắm. Vâng. Nó rất là đơn giản nhưng mà phải cẩn thận một chút. Và nó con dế cực kỳ đơn giản bác đấy. Thì bác xuống xem đây là phòng kỹ thuật này cũng tương đối to đấy các bạn. 10 cái thùng to đấy cũng ít đâu. Và còn chạy chính cơ sở, chạy chính chăn nuôi nó phải đặt ở chỗ khác đó. Ở chỗ này tất cả mọi thứ phục vụ các nhà. Cái thùng ở đây anh xem trên mạng là toàn là thùng alu. Vâng, còn có thùng gỗ không ạ? Có thùng gỗ. Không, trại không dùng thùng gỗ. Còn toàn đóng thùng luôn hết. Tất cả trong trại là trại ngoài là
xóm là cái thùng alu 2 mét. Nói chung là anh nhìn thấy những cái thùng thì không hiểu là cái thùng gỗ rồi alu là vân vân, những cái thùng gỗ anh xây bằng xi măng thì trong bốn tầng thấp nó cúi nó hơi đau lưng. Vâng. Cái chuồng này nó có đế cao. Vâng. Thứ nhất, thứ hai là cái chuồng xây là sau một đứa mà anh phải kín là sợ nhất, là cái phun thuốc kín. Vâng. Không như cái này cho mấy cái bát vào hỏi đó. À đúng rồi, đúng tiện. Vâng. Cái thằng xây cho anh kín kinh lắm. Vâng. Mà cái đấy thì cái kiến thì các bác ở phòng kiến còn ăn hết trứng dế. Trứng dế để ăn hết trứng. Ăn mới xong. Vâng. Đây vợ chặt cái kiếu vào đây cho bác. Đây hôm nay là ngày mười mấy, hôm nay ngày 16 phải không ạ? Ngày 16 tháng 10. Rất nhiều người lớn mà cầm như lớn, khi mà làm thủ tục của trạng thì rất nhiều người. Đây bác, để bác ký vào đây, vào đây cho em. Đây trong đó rồi, em ghi vào sổ này. Vâng, bác giữ cái bản hợp đồng đấy nhé. Ừ, vâng, cái bác cho em. Bác tên này thì người có biết phải được Đức, ở Đức Thành Hóa. Vâng, Đức Thành Hóa. Trên cát của xe Thành Quynh mà. Vâng, còn là Tây Bắc. Vâng, bác tên xe Vinh, xe Vinh trong các nông Đắk Lắk nhiều. Xe Vinh, xe Vinh nó gửi cho bác là xe ở đây, xe ở xe Vinh ở đây nó có một cái xe không muốn chuyến rồi. Vâng, mà nó chạy thành mấy giờ cơ? 12 giờ vâng. Hơn tí. Vâng. À, nó chạy rồi. Vâng. Thì mình không về cái xe đấy thì vâng. Chúng mình ra đường và cái bác đi lên Tuột Thế Bình luôn. Rất nhiều xe. Vâng, lên Tuột Thế Bình luôn. Ngày 16/10. Bác ký cho em ở đây. Này, bác ghi là mà anh Đức. Rồi bác ghi số điện thoại ở dưới cho em. Cái điện thoại của bác có liên lạc với trại đấy. Và anh đi luôn vào đây cho em. Là anh Đức thôi. Vâng. Số điện thoại này. Vâng. Đạt được thế thì mình trong vòng 3 tháng thôi. Vâng. Trong vòng 3 tháng bác nhập về 30% sản lượng đồng là đầu tư. Chết chứ không thì chết đấy nhờ. Vâng. Đi trại là cái mục đích của trại là muốn hướng dẫn bà con phát triển cái ngành này và cùng với trại để đưa cái sản lượng này ra thị trường, và thị trường trong nước là một chuyện quan trọng như nước ngoài nữa. Đó. Vì nó sản trại có khả năng đi lớn được. Nhưng mà bởi vì mỗi người người ta có một cái diện tích ở chăn nuôi khác nhau thì trại phải muốn hợp tác với tất cả mọi người để mà, và khi xuất hàng về là mình đã có hợp đồng với nhau, mình xuất đúng hợp đồng. Ví dụ em đi một lô hàng là 1,5 tấn, như vậy 1,5 tấn anh nghĩ là 5 lạng 1 thì tương đương với lại 750 cái hộp, 7,500 cái hộp. Tức là khi mà đóng hàng về trại, đóng cho trại để đóng hàng đi đấy là chuẩn, để trại đóng hàng vào là chuẩn, chứ không ai mà bỏ ra chứ kiểm tra chứ 7,500 đến cái hộp bao giờ ai mà đi kiểm tra được.
đó là sự liên sự uy tín đã làm ăn này nó phải chuẩn. Không, anh xem mạng anh vẫn thích xem cái tất cả về cái cách kỹ thuật này rồi trang trại này, chứ còn bây giờ rất nhiều trại thu mua. Đúng rồi, ví dụ như là cái ông Thanh Xuân rồi đấy, nó là trên lừa đảo rồi đấy. Thanh Xuân thì lừa đảo, ai cứ bắt dân đóng vào cái hộp cắt tông mía và tí tí ạ. Thế em hỏi anh được mấy con đã. Thế mình mới thấy trang trại Thanh Bình là đóng vào cái thùng lưới gỗ nhỉ. Vâng, rất là em hướng dẫn khoáng mà. Vâng, em hướng dẫn cho bà con. Thứ nhất là kỹ thuật của con ra sản lượng lớn này, cái sản lượng lớn rồi đóng hàng như thế nào để đảm bảo hàng để chạy hướng dẫn hết. Vì nó tại sao con Thanh Xuân nó lại đóng bằng cái tông, bởi vì cái tông của ba cái thùng của nó cũng 5-6 cân, 5-6 cân rồi nha, xong rồi nó chết. Nó chết rồi, nó cùng nó báo bác được vài cân, cuối cùng bác chán nó bỏ. Nó ra là nhiều, ở bên anh có hai trường hợp làm cho Thanh Xuân. Vâng. Thế là ra thì cái video cái kiểu vẫn quay ép vào bỏ chết thế này. Vâng, đúng mà, rồi. Đấy là trừ bên nọ kia. Cuối cùng là lộ. Này, bắt đầu người ta chán này. Đấy. Thế nên là khi mà hướng dẫn bà cái trại Thanh Bình của trại em hướng dẫn cho bà con làm. Khi đã sản lượng lớn rồi, là đóng sản lượng lớn nó đi chạy cân sản lượng lớn. Chứ phải đóng 5-6 cân lên nghe những con Thanh Xuân. Mục đích của nó là cái gì? Nó lừa đảo bà con thôi chứ không phải là thu mua cho bà con. Nó nhét nhát quá. Đúng rồi. Bà con người ta gửi lên xe là mấy thùng luôn. Ví dụ 50 cân giấy làm cái 3 thùng. Vâng, làm 3 thùng. Là đóng về đó 3 thùng cướp đơn giản bác có 500-600 một cùng. Là nó không có khoa học vậy. Và nếu như mà bác đóng 1 thùng cát tông như con Thanh Xuân, mục đích của nó đóng như vậy để nó lừa con ấy, không phải có gì cả. Đây là 30 cân ở đây nhá. Vâng. Một trại trên mình nhà mình thì là cái thùng dài rộng là đến cái lúc bọn anh đóng rồi bọn anh điện luôn. Vâng, em sẽ hướng dẫn các bác làm đóng về. Thứ nhất là hai lượt gấp phải em, hai lượt gấp cho 30 cân gấp. Vâng, hai lượt gấp mà thùng nó dài. Ví dụ là ví dụ dài 80 ví dụ như vậy, cao 60 ví dụ như vậy, thì đút vào các cúp xe cái nào thoải mái luôn. Chạy về cứ vậy chạy về. Cái con dưới này thì theo anh nghĩ em không, con dưới vàng nó cứ nhiều thì nó vỡ bụng ngay. Đúng rồi. Con này nó cứng hơn. Đúng rồi. Nó cứng hơn. Nó con dưới vàng không ấy là nó sẽ bung nó chết. Nó mềm lắm. Và nó mềm như nhung như này và tỷ lệ chết rất là cao. Còn dưới này nó rất khỏe. Cho nên bọn anh gửi toàn là làm dưới chim vàng cứ bảo lúc thì chết 2 cân, lúc chết cân cứ trừ đi thôi. À. Thế bỏ bẹp bụng có khi cũng đúng. À. Đấy, nên là anh bảo trên đấy và mình gửi ra thì cũng không, cái ông thì quay video về thôi. Vâng. Nhưng mà khả năng dưới vàng nó mềm. Vâng, dưới vàng nó mềm yếu hơn. Hay là con dưới chim là đến cái lúc còn chạy của mình là vẫn cho nhìn đối 24 giờ. Vâng, vâng, đúng rồi, nhìn đó 24 giờ cứ chạy, chạy đóng hàng luôn. Vâng. Nên là em nói bác như em nói ở trên kênh YouTube cho bà con biết về cách đóng hàng của trại. Thì các bác phải hiểu là đơn giản thôi. Tại sao mà trại thu mua lớn? Bởi vì trại đầu ra lớn nó rất đơn giản, hiểu như vậy. Tại sao mà trại thu mua lớn? Bởi vì trại muốn bà con phát triển trong ngành này và vươn lên, tiến lên. Bác phải nhớ như thế. Tại sao mà Thanh Xuân nó cũng thu mua như Thanh Bình? Thanh Xuân ở Hà Nội đúng không? Tại sao nó bỏ bà con đóng vào cái thùng nguyên nghe như này? Mục đích là nó không mua cho bà con. Bà con đóng vào đấy chắc chắn chúng ta tôi có chết, chết và chết rất nhiều luôn. Nó bí. Và số sản lượng rất là ít, bác hiểu chưa? Một cái thùng cắt tông to, cách xù, to cách xù nha, bác đóng tối đa vào 7 cân dế. Nếu đóng 10 cân thì bác rút đi 3 cân, đơn giản là như vậy. 7 cân dế của bác, sau nó gì bác làm sao bác đóng một lúc mấy thùng cắt tông được, đúng không? Mà nuôi thùng tông thì thường cứ nó bao nhiêu, mỗi thùng ít nhất là 100.000 ít, đúng không? Có phải bác đóng 7 cái thùng cắt tông được có 21 cân, nó mất 700.000 tiền cước. Thế là nó tạo cho các bác cái chán, đúng không? Cái chán bác bỏ đương nhiên là nó lừa vào các bác thôi. Còn trại thế Thanh Bình như bác em nói rất nhiều lần rồi đó, đóng là đóng một thùng to, à, thùng lớn, bỏ công gửi về sản lượng lớn cho trại, bởi vì trại là trại bao tiêu thật và cần sản lượng thật. Các bác cứ vậy bác làm về cho trại là được. Đó nó quan trọng là bây giờ bác có sản lượng. Nó xúi cho bác đóng kia, bác chết vài lần bác chán, đúng không? Nó lừa bác, đấy là trường hợp của con Thanh Xuân nó làm. Nó lừa đảo người ta bao nhiêu năm rồi, chứ không phải là bây giờ. Bởi vì các bác không biết. Đó, nó lừa đảo. Và kỹ thuật của nó viết là cái giấy, đúng không? Tờ giấy nó nghe chúng em nói, nó nghe. Bốn làm tờ. Vâng. Nó nghe ở trên chúng em nói, sau đó nó cắt ghép lại, nó chỉnh sửa, nó thành cái đó. Nhưng mà thực chất các bác làm theo cái hợp đồng họ, bác có ai sống không? Không được sống, em nói các bác này.
con dế là con cái sống, nó có sự tăng trưởng phát triển, nó quy trình nó có sự tăng trưởng phát triển. Thế thì quan trọng là mình nhìn nó, thì cái người có kinh nghiệm đi chạy nhìn nó biết, và cái bố trí thức ăn hay không chạy nhìn nó chạy hướng dẫn mà. Bác ơi, không phải đơn giản là bà con của trại làm rất thành công một người xung lớn như vậy đâu. Một lần bà con gửi 30 cân, bọn con Thanh Xuân nó thu cả tháng. Từ là tháng thu thấp nhất là 5 cân mà. Đấy, nó thu cả tháng. Người bà, bởi vì bà con làm rất thành công, em sẽ là người hỗ trợ trực tiếp cho các bác, trực tiếp về mặt kỹ thuật, sẽ gọi để trực tiếp gửi cái video. Một cân thì anh hỏi thêm là ví dụ một cân dế, đến lúc mà từ nhỏ mà đến lúc mình thu hoạch thì nó vào cám hút hoặc cám gà thì khoảng mấy cân cho một cân dế? Một cân dế nó dao động vào 1 cân 2 cám đến 1 cân rưỡi. Ít thế thôi ạ? Vâng, 1 cân 2 cám, 1 cân rưỡi rồi, không hơn. Một cân hai cám ăn kinh lắm. Nó ăn đây xuống hơn 2 cân rồi. Cái này là phải xuống thực tế trại cho xem. Là các ông cứ tính là phải 2 cân rưỡi thôi. Thì bảo là thế thì đây là các trứng này. Cái này thấy con lắm. Đây là được 1 tuần tuổi rồi theo. Và rất đều, tất nhiên là nó không phải là trong trong được, nó đều như thế này, gọi là đều hết này. Ví dụ có con to, có con bé, nhưng con bé là con đực, con to là con cái, bản thân nó là to rồi, bác hiểu chưa? Con đều là đều một cánh, đã có thể hiểu không? Đấy, chứ còn con đực, con đực nó bé hơn đây, thực tế đâu thì thế này đấy. Con cái là con to. Vâng. Là từ 1 đến 10 ngày các bạn, là nó không biết được nó, mà nó 10 ngày nó lên, nó bắt tỏi ra cũng rồi. Vâng. Vâng. Đây. Em vẫn nhìn nha. Vâng, em vẫn nhìn nha. Em lấy ví dụ nhé, đều như này đều này. Đây, em lấy ví dụ. Đây là con cá nhé. Con cá to nhé. Đây. Đây con đực này. Thấy không? Con được có vị nó nhỏ, nhưng mà con được với con cái thì nó làm sao đều trong được, bắt được chưa? Nó kích cỡ đều trong được, nhưng mà nó sẽ bọc cánh đều nhặn, nó quan trọng như thế. Tức là ở này là trước là và căng ghét này, đấy con to gấp gần thì gấp đôi còn dễ vào, do gấp đôi dễ vào các bạn, còn đấy chưa? Đó, loại nó cứng mình cho chặt vào nó cũng là chết còn như thế. Vâng. Mà cái dế này em nói là nó không canh, cái dế vàng mà không có tỉ lưỡi là nó canh vừa. Con dế này là không bao giờ nó ăn trứng. Ờ, nó không canh, nó không đún. Dạ. Là không bao giờ nó ăn trứng. Đấy. Đó. Còn con dế vàng là bắt con cái đẻ ra bao nhiêu, con cái đẻ ra bao nhiêu là con được ăn bấy nhiêu. Nghĩa là con cái đẻ ra bao nhiêu con được ăn hết bao nhiêu nếu bắt không có cái gì. Ông vì cái ấy lưới ở trên đó, và con dế này thì không bao giờ bắt được trứng. Đó, mới đặt sáng ngày đây. Đó, trứng đây. Và to gấp mấy lần mà luôn nó rất là có cân. Đấy, bắt được trứng đây. Đây, đây. Nó như thế này. Đó, chứ không có chạy đây, như thế này có cân. Đấy. Cái này là để mấy hôm? Cái này là 3 hôm rồi. Còn đây là để con. Con là để con. Con đều con. Đều con sẵn luôn. Đó. Và tính một chi tiêu là ok rồi bác. Và tỷ lệ này nó ăn được 100%, 100% lên nhanh hơn, và lên nhanh hơn
bác cứ tưởng tượng là đứa trẻ nó nhỏ thì nó bỏ vào đây thôi, cái dựng giá cái 60 thì là cái 30 cái 30 được lên thì là cái đế to, đúng rồi, đế to được rồi. Khi nói luôn này đây cho bác này, khi bác nuôi nó dày như thế này mà chịu đến hai tầng nó đủ cái chỗ cho ở, nhưng mà khi đẻ là bác phải bớt đi một tầng, như giống như thế này và mình có thể mình sang là dày mình sang, đúng rồi, dày nằm một kiểu. Cái thứ hai nữa là hạn chế chú chui rút để nó tập trung bò lên đây để đẹp trên đẻ luôn, anh hiểu chưa, trên đẻ luôn. Và kỹ thuật lấy trứng của trạng có nghĩa này, hai tầng dưới và trên, con nào ở dưới cứ đẻ con nào ở trên. Bao nhiêu ngày thì mình phải cho sang chồng mới để cho nó đẻ, khi mà ví dụ nó vào dưới sữa nó dày quá là bác phải sang cùng. Khi thế nhỏ nhé, ví dụ như này nhé, đây thế nhỏ này, bác có thể nuôi rất dày, cực dày cũng được, không sao cả, nuôi tập trung. Đấy, ví dụ 2-3 thùng này một có người một thùng thôi, đấy có mười mấy ngày. À, và mười mấy ngày khi nó lớn mình kích cỡ tăng lên nó cần diện tích ở nhiều, thì bác phải bỏ gì đó vào đây, bác tách sang cái thùng này, đấy sang nó ra. 3 thùng bác vẫn nuôi thành một thùng được, nhỏ nó sinh lớn lên thì bác sang nó ra. Thì lúc này nó kích cỡ lên thì nó cần nhiều chỗ ở, đấy thì bác sang nó ra làm được. Đấy, đây là thực tế, bác đến thực tế chưa? Đó, thực tế đến nhìn thấy kỹ thuật của trại, phòng của trại có hơi thối gì không? Đấy, lúc nào chúng tôi có nhìn này, tất cả đây là 10 thùng lớn, đó, không có hôi thối gì cả, bởi không có chết, không có chết chóc gì cả. Đấy, cái bọn mình đang nó nuôi là thường 2-3 phép, nó bằng yoga mà nó được, nó bỏ một chuồng 2 phép, được 40 cân. Không bao giờ bỏ, không bao giờ bỏ cái đấy như này, bác còn nhớ này, con dế nó có phải có kích thước của nó chứ đâu phải nó là cái tăm đâu. Nó nói xạo vậy trên mạng nhưng mà là dế vàng chứ không phải dế vàng. Cái gì nó bắt kích, nó có kích thước của nó. Đây là đang ấp trứng nha bác. Anh em bây giờ em ơi, thì là anh ra anh trực tiếp tận trại thấy như thế là kỹ thuật để sơ sơ anh nắm bắt được thêm. Vâng. Rồi là rồi anh lại phải về. Vâng. Chắc là rồi này mới cái đế vàng. Vâng. Đế vàng nó có cái trái ở đây. Còn đế đen không được non trứng, không được non trứng này là 1 mét mấy vuông nhỉ? 1m2 vuông. Hai và mình nuôi như thế này thì được bao nhiêu cân? 1m2 vuông mỗi nuôi dế thương phẩm nó đạt khoảng 8-10 cân. 8-10 cân. Và tái nó ra thì thương phẩm cho các bác. Cẩn loại ông triệu loại cẩn trứng. Nó bé trứng, thứ hai là rất ít trứng, còn dây thang nó với to căng của trứng nhiều, nó đẻ nó rất là nhiều. Đó. Em nói bác nghe, ví dụ bác trông con dế vàng nó đẻ thế này thôi, trông nó đẻ này nha, tối nó đẻ nhiều, ban ngày có chỉ như ban ngày như đưa này thôi, dế vàng nó bâu kín chặt xịt như cái này, nhưng mà trứng của nó không bằng cái con dế đen này. Đó, trứng ra nó to khỏe như thế này, trứng như kiểu này là cân về lên nhập thực tại ok dạ vâng, rất nặng và nặng chết luôn. Đây bây giờ là và đây yên mà và nó không với và nó không tãi, nó không ăn trứng và nó cũng cắm ít vào nó đẻ thôi. Thế này em mới được, mình có cho ẩm không, tôi cắm ẩm không hay cho khô vậy thôi. Kỹ thuật của trại là ăn khô, khô hết, không bao giờ cắm ẩm. Và còn ai như thế nào thì sẽ không biết, chắc mà không có xương chắc thì là có, có cùng xương có khi mà cho ăn, khi mà cho ăn thì chỉ nước và một xương bẩn lá là cho vào đây thì biết rồi đấy, cơ sức là cho vào cái lá tiếp vào đây, chúng ta là để này phun vào gì trong mình thì phun vào gì, mình phun xương mà chưa vào cho lá bổ sung nước cho để bằng cách phun xương và lá, chứ đừng có phun đồ gì, nó không phun nào mà nó mềm nó ăn thôi. Đúng rồi. Và cái hai là cái gì này, cái đồ chạy cám nó luôn khô đấy, cám cút thế là cám gì đây này, đây là ở đây này là chạy nuôi bằng cám gà con thì là nó tồn tại đây, và nuôi đây mà không bắt sinh tố sẽ hết rồi. Nó
ban như thế này nó triệt để này, công an kia cực kỳ tốn luôn, tốn cái này thì nó không tha được, không tha xuống được xuống thủ, mà cắm phẩm cái cục cục lên tha, đúng rồi, một cái con này nghe nói ba nghe, một cục cám chỉ có 4-5 con này nó ăn, nhưng mà một cục cám được con này, một con này nó tha đi là mất, mà có một cân hai, một cân hai đấy thì cho ăn cám này bao mấy giờ thì là đủ trong ngày. Trong ngày cho ăn dế như thế này, nó có quy trình của nó, không bác bỏ nó chung chung như thế này, nó có giai đoạn một giai đoạn này từ 1 đến 15 ngày, giai đoạn gọi là một tuần đi bác 2-3 ngày cho ăn một lần, 2-3 ngày thôi là bao giờ đấy, đấy giai đoạn dế vào tầm dế chung dế chim đấy thì 2 ngày một lần, và đâu là rau củ quả, và còn nó là cho ăn rau củ quả. Còn cái dòng này em là mình chủ yếu là củ quả thì chế sắn cũng có những ít thôi. Vâng, mới đầu thế nhỏ thì bác cho ăn nhiều mệt. Vâng, khi mà nó đạt tới cỡ như thế này rồi thì có nghĩa là cho ăn được đồ cứng rồi. Đồ cứng và đồ mềm bác nhé. Đồ mềm là cho ăn lúc lá bầu, lá bí, quả bầu, quả bí cho ăn lúc kia nở ra đấy. Ăn trong khoảng 4-5 ngày. Là bắt đầu nó đã phát triển, nó hoàn thiện đồ, nó ăn được cái đồ cứng rồi. Bác cho ăn sẵn. Đó. Còn mới đầu nó đừng cho nó sẵn, nó không ăn được đâu. Đấy, nó rút đi. À, hoàn toàn là ăn lá bầu, lá mí, nên nó tơi cái này. Đây này. Cạnh thực tế đó, mình nó tơi. Nó bắt đầu khoảng 15, à 17, 18, 20 ngày nó ăn kinh. Đó, đây là cái mùi. Nó tơi, thấy chưa? Nó ăn cả nó tơi, thấy chưa? Nó tơi. Mùi tơi, nó mùi tơi đấy. Đó, còn là đồ mềm, nó ăn nhiều nước. Và những cái đồ mềm, là nó thuộc đồ mềm. Khi đó là bắt đầu mình cho đồ cứng. Khoảng bao nhiêu ngày em là mình cắt nước, ví dụ như năm thay mình bị bệnh gì á? Không, bao giờ phải là do mình thở nước không? Đúng, nếu mà bác bỏ như thế thì bác cho ăn quá nhiều rau. Đấy, thế thì phết vào. Đúng rồi, cho ăn quá nhiều rau. À, cho ăn nhiều rau là nó sẽ bị nhiễm. Có kỹ thuật của trại có nhìn thấy không? Vào phòng nhé, tế nhỏ này, tế chưa vừa này. Để dùng một cánh này, thế này nó thấy có chết, nếu mà chết nó có thối ngay, thôi ngay. Được, con này mà thối thì nào? Vâng, nhưng cái này có thể dùng thơm phức. Rồi thành bồ của mèo là chết theo hồ. Vâng, đấy. Để lấy thơm phức cũng vui. Bởi vì nó nhiều đạn mà. Vâng. Chết, nó đây, không biết. Vâng. Vâng, nó phải xem là không có cái gì cả. Đấy, nó đến thực tế nhá. Thực tế, đấy, thực tế. Nói chung mà cái kỷ luật nuôi cho ăn uống ở trại mình là đơn giản đấy. Vâng. Các trại nó còn cho cả uống nước rồi cho ở đây. Nó linh tinh về bác ạ. Vâng. Thế nào, ông ấy làm đây của bác đây? Thì là em đóng sẵn rồi đấy hả? Vâng. Đây là cổng cho bác rồi. Cổng thế là bây giờ một chuồng 2m2 thì là như nào em? Chuồng 2m2 thì được, có được 3 chuồng không? Bây giờ không, bây giờ bác nuôi tập trung một chuồng, anh vừa nói bác ấy cho hết được một chuồng đi, cho hết tất cả vào, xong rồi lớn lên to ra rồi bắt đầu bác ấy mới đưa nó ra, đưa cho nó đẻ. Và đây là sân thượng trộn với lại mùn cưa nhé, bác phải có và phải có một ít mùn cưa để nó tạo độ đúng vị ấp trứng tốt hơn. Còn sơ dừa thì nó sẽ lồng còng ấp trứng không tốt bằng mùn cưa. Sơ dừa phải có. Cái này là một trộn mưa đấy nhé. Vâng, đúng rồi ạ. Đây, cái sơ dừa là đúng rồi. Vâng, đây là sơ dừa này, nhưng mà có mùn cưa mà thấy chưa? Nó tạo được độ vị ấp trứng rất tốt. Nếu như bác để nồng cồng ấp trứng rất là lâu và nó tỷ lệ trứng nó không đạt. Đó. Nên là em nói bác luôn ở đây, nó bác luôn về cái chuyện là làm rất để cho nó có cả mùn cưa này và có cả ít, có cả sơ dừa này, ít mùn cưa đảo với nhau thì nếu như là 1 phần sơ dừa, 2 phần mùn cưa. Và mùn cưa bác thì rất sử dụng ở đây. Một người phải hỏi mua. Vâng. Và bác cảm như vậy ấy, thì nó tạo được vừa mịn này, vừa tơi xốp này thì nó sẽ quân trứng dế rất là đấy. Còn nếu như bác để mỗi mùn cưa không được vì nó kít, mà bác để mỗi cái sơ dừa công này, sơ dừa xốp nó lồng cồng lắm, nó không ấp trứng như cả. Bác lên lên nãy rồi đây thỏa mãn đây. Ừ. Còn, bây giờ như này thì là đèo anh ra bến xe đi. Dạ. Và em chở đây. Em chở bác ra để em chở bác xuống bến xe buýt. Ừ. Bác ấy rồi bác về lại có gì thì giúp bọn anh cái kỹ thuật, ví dụ như
kết bạn vào Zalo chắc. Dạ dạ vâng, vâng. Em sẽ hướng dẫn trực tiếp và cho các bác làm. Rồi. Ở đây giờ về Thanh Hóa bác cứ lên Bình Thái Bình là có kiểu gì có xe về các tỉnh trong hết á, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có hết. Phải ra cái chỗ ngoài kia. Vâng vâng, để em lên xe buýt xe Tiền Hải. Vâng vâng, dạ. Để anh ra cái chỗ đây thôi. Vâng vâng. Núc nữa bác ạ. Đây nha, bác cứ lên xe rồi bác lên chỗ Thái Bình nhá, rồi bác đi xe về miền trong nhá. Vâng vâng rồi. Cảm ơn nhá. Vâng, chúc bác các bác chăn nuôi thành công nhá. Vâng vâng. Xe đã chín vào. Vâng vâng. Rồi có gì rồi tôi lại ấy rồi lại gửi hàng về trại nhá. Rồi bác đi xe VIP này là lên bên Thái Bình, rồi các đi xe các tỉnh miền trong. Vâng vâng. Vâng, thưa anh chào bác nhá. Vâng.